Mobifone đang triển khai chương trình khuyến mãi Triệu Phú 3G với nhiều phần quà dành cho khách hàng như iPhone 6S Plus 16GB, iPad Pro Wi-Fi 32GB, Samsung Galaxy S7S và đặc biệt là giải thưởng tiền mặt trị giá đến 500 triệu đồng. Để có cơ hội sở hữu các phần quà này, khách hàng chỉ cần đăng ký một trong các gói video data IT1, IT30, MI hoặc Facebook data FB1, FB30. Khi mỗi thuê bao đăng ký thành công gói video data trên điện thoại thì sẽ nhận được 10 đến 130 mã dự thưởng của chương trình. Khi tham gia chương trình, người dùng càng tích lũy nhiều mã dự thưởng thì cơ hội trúng các giải thưởng càng cao.